Thưa quý vị, những ngày gần đây dọc đường từ Cầu Giấy tới Hà Đông thì đã xuất hiện hơn 20 điểm bày bán trứng gà trên vỉa hè với băng rôn là giải cứu giúp bà con nông dân. Mỗi túi trứng 30 quả với giá là 60.000 đồng đến 65.000 đồng, tức là chỉ khoảng 2.000 đồng một quả. Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam cho biết, việc căng băng rôn giải cứu trứng gà ở Hà Nội gần đây chỉ là một chiêu trò của một số các tiểu thương. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam khẳng định, đó chỉ là chiêu trò của một số tiểu thương, bởi vì trên thực tế hiện nay, mặc dù mức độ tiêu thụ trứng gà so với trước Tết có giảm và giá cũng có giảm từ 200 đến 300 đồng một quả, song chưa đến nỗi thừa ế như quảng cáo của tiểu thương để đến mức phải giải cứu. Theo ông Sơn, theo báo cáo của các hội viên về Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm, các trang trại vẫn tiêu thụ được trứng, giá trứng có xuống nhưng chưa tới mức người chăn nuôi gà phải thua lỗ. Còn về lý do giá trứng rẻ, ông Sơn cho biết sau Tết năm nào cũng vậy, theo quy luật thì tổng cầu sẽ giảm nhanh hơn tổng cung. Nếu như các tháng trước Tết, bình quân mỗi ngày cả nước sản xuất được 45 đến 50 triệu quả, thì hiện nay sản xuất được khoảng 35 đến 40 triệu quả một ngày. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, nhiều diện tích cà phê trên địa bàn cả nước già cỗi, năng suất thấp, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người nông dân. Để giải quyết tình trạng trên, nhiều địa phương đã đẩy mạnh việc sản xuất thay thế giống cà phê mới cho năng suất cao hơn. Qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của mặt hàng này và tạo hiệu quả thu nhập cho người nông dân. Ghi nhận của phóng viên tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong những năm gần đây, do năng suất thấp, giá cả bấp bênh, nhiều nông dân tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chặt bỏ cà phê, chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế như sầu riêng, bưởi da xanh, nhãn hay bơ. Tuy nhiên do khí hậu không phù hợp nên các hộ dân lại tìm về với cây cà phê. Như gia đình ông Lê Hoàng ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức có 1 hectare đất. Sau gần 4 năm chọn cà phê Xanh Lùn xuất xứ tỉnh Lâm Đồng để trồng, vườn cà phê của ông đã cho thu hoạch lứa đầu tiên đạt sản lượng hơn 2 tấn. Ông thu lợi gần 70 triệu đồng, cao gấp 2 đến 3 lần so với cây trồng khác. Chứ bây giờ ở cái đời không biết trồng nữa, bây giờ nếu mà trồng đều ghép á thì nó cũng như cây sầu riêng thôi, chỉ không nổ sức khỏe đâu, bơm thuốc miết. Mà chuyển qua đây là nó là vừa dễ làm, mà vừa là ít cái công sức mà bỏ ra bơm thuốc. Huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng là một trong những địa phương có diện tích trồng cà phê lớn nhất với hơn 1.500 hectare. Với giống cà phê Xanh Lùn, năng suất cao, thu hoạch của các hộ dân tại đây đã tăng vượt trội. Nói chung thì qua thời gian mình tìm hiểu thì cái giống này nó đạt hơn cái giống thường. Đó, cỡ ví dụ thay vì cái giống thường 1 hecta là 3 tấn, thằng này có thể từ 4 tấn đến 4 tấn rưỡi trong 1 hecta. Như cái giống này 1 hecta có thể là lợi nhuận 100 triệu, cái giống cũ thì không có bằng. Hiện toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ còn gần 2.400 hecta cây cà phê, giảm gần 50% so với thời điểm cách đây 5 năm. Để nâng cao hiệu quả thu nhập cho nông dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu trồng tái canh 108 hectare cà phê, với năng suất đạt bình quân từ 3 đến 3,5 tấn nhân trên 1 hectare. Sau khi trồng tái canh, tăng 1,5 lần so với trước đó. Thì huyện Châu Đức có khoảng hơn 70 hectare nằm trong cái đề án này. Thì để thực hiện cái đề án này thì huyện Phòng Nông nghiệp cũng sẽ tham mưu huyện để kế hoạch triển khai. Nhưng mà trọng tâm là về cải tạo những cái giống cà phê già cỗi. Mình tập trung vào cái giống nào mà năng suất cao để tạo được cái tăng cái năng suất. Và bên cạnh đó thì hướng tới thì chúng ta sẽ tăng thêm cái giá trị cây cà phê, thì chúng ta hình thành các cơ sở chế biến, thì hướng sắp tới là sẽ liên kết bà con lại, thì chúng tôi sẽ xây dựng các thương hiệu và tiến tới là sản phẩm OCOP nữa. Cùng với Bà Rịa Vũng Tàu, nhiều địa phương khác trên cả nước cũng đề ra các giải pháp để tái cơ cấu cây cà phê, hỗ trợ người nông dân vốn vay, vật tư nông nghiệp. Nhờ những giải pháp đồng bộ này mà thu nhập của người dân từng bước được cải thiện, cà phê sản xuất từng bước có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động ngoại khóa là những hoạt động cần thiết trong nhà trường. Hoạt động này đang được nhiều trường thực hiện với mục đích giúp học sinh được tham quan, tìm hiểu về các di tích lịch sử và rèn luyện các kỹ năng tập thể, tích lũy các kinh nghiệm. Tuy nhiên, xung quanh vấn đề này lại đang có những ý kiến trái chiều. Nhất là gần đây, một số các trường học ở Nghệ An đã đưa ra mức phí quá cao và tổ chức đi sai ngày, khiến nhiều phụ huynh tỏ ra bất bình. Ghi nhận của phóng viên VTC.
Theo kế hoạch, vào ngày 19 và 20 tháng 3 năm nay, trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập sẽ tổ chức cho học sinh khối 10 và 11 đi ngoại khóa. Thế nhưng sau khi đưa ra các mức thu dự kiến từ 1 triệu 350.000 đồng đến 1 triệu 400.000 đồng trên một học sinh và kế hoạch đi 2 ngày vào tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị khiến nhiều phụ huynh lo lắng và không đồng tình. Sau khi có chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, nhà trường đã tạm dừng. Thế nhưng điều đáng nói, một số lớp đã triển khai thu tiền với số tiền 1 triệu 150.000 đồng một học sinh. Có nghe nói có công văn là dừng lại cái việc đó thì cô còn nhắn lên nhóm. Là cô nói là bây giờ là sở là có công văn là dừng lại cái việc đi tham quan của các cháu. Thì cô nghĩ rằng là một là có cô sẽ xin phụ huynh hai ý kiến. Một là cô sẽ trả cái khoản tiền tham quan đến từng phụ huynh bằng cách chuyển khoản. Hai là phụ huynh có thể chuyển sang cái tiền học thêm và tiền tiếng Anh tăng cường đợt ba. Hoạt động trải nghiệm được nhiều bậc học thực hiện với nhiều hình thức khác nhau, tùy theo điều kiện thực tế của nhà trường, điều kiện của phụ huynh. Trong đó quan trọng là phục vụ mục đích học tập và bổ trợ kỹ năng sống cho học sinh. Tại Nghệ An, thời gian qua, nhiều trường đã tổ chức cho học sinh đi ngoại khóa. Nhiều trường đã có kế hoạch triển khai và đưa ra nhiều mức thu khác nhau, từ 400.000 đến 1 triệu 400.000 đồng trên một học sinh. Với mức đóng góp cao, lại tổ chức chuyến đi dài ngày, khiến phụ huynh lo lắng, thậm chí là gánh nặng với nhiều phụ huynh hoàn cảnh khó khăn. Nếu như có đi cùng cả đi mà đi qua đêm thì mình cũng hơi nóng, nhưng mà mình mà khi đó đi theo thực thể thì có cả phụ huynh cùng một số phụ huynh cùng xung phong đi để theo có cả nữa. Thế là có cả cô nữa thì nói cho có là mình cũng yên tâm. Nói cho có con gái con trai cũng nói cho con gái đi qua đêm là mình vẫn đi qua đêm là mình vẫn lo. Tôi cũng nhận thấy rằng là một số tổ chức cơ sở giáo dục là người ta tổ chức cho học sinh đi dài ngày và thu tiền như thế, mà thực ra chúng tôi cũng không biết là thu tiền bao nhiêu, nhưng mà qua trên mạng chúng tôi thấy như thế thì cũng không hợp lý với cái lứa tuổi học sinh. Vì thế cho nên là sau khi sở có cái công văn đó thì chúng tôi cũng tạm thời trong nhà trường chúng tôi tạm dừng để chờ những hướng dẫn tiếp theo của sở. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khẳng định không cấm việc tổ chức hoạt động ngoại khóa ở trường học, tuy nhiên phải có kế hoạch cụ thể, không tổ chức cho học sinh đi dài ngày với chi phí lớn. Sở Giáo dục Tàu Nghệ An đã có cái văn bản rất là kịp thời về cái việc chấn chỉnh, đó là yêu cầu nghiêm cấm các nhà trường làm dùng cái chương trình là dạy học, chương trình hướng nghiệp ngoài nhà trường để là đưa học sinh đi du lịch ở các cái tỉnh xa và dài ngày, rồi là thu tiền gây tốn kém của học sinh. Yêu cầu các nhà trường với cái chương trình hướng nghiệp, chương trình giáo dục ngoài nhà trường cần phải căn cứ vào kế hoạch, vào cái mục tiêu, vào cái nhiệm vụ và cái dung lượng để từ đó là xây dựng kế hoạch cụ thể. Nghệ An hiện có khoảng 1 triệu 600 trường học với gần 900.000 học sinh các cấp. Vì vậy, việc đưa ra văn bản chấn chỉnh về việc tổ chức hoạt động ngoại khóa là cần thiết, tránh việc các cơ sở giáo dục lạm dụng hoạt động này để thu tiền trái quy định và các hoạt động ngoại khóa không đúng mục đích trong chương trình giáo dục.